Đó là câu chuyện kể về cách Đức Chúa Trời tìm kiếm một nàng dâu cho con một của Ngài. Mỗi sách một khác. Tôi cố gắng đưa cho các bạn những chìa khóa để tự mình giải nghĩa Kinh Thánh. Giải nghĩa Kinh Thánh cùng David Paulson. Tin lành theo Matthew phần 1. Tôi sẽ nói về cuốn sách này. Đó là một cuốn sách sẽ khiến bạn khôn ngoan, không phải thông minh. Có nhiều cuốn sách khác mà bạn có thể đọc để trở nên thông minh hơn, nhưng sách này, và đây là cuốn sách duy nhất làm được điều đó, sẽ khiến bạn khôn ngoan. Tôi thì thích mình khôn ngoan hơn là thông minh. Khi thông minh, bạn có thể kiếm được nhiều tiền, nhưng khi khôn ngoan, bạn tận dụng tối đa được cuộc sống của mình. Người ta đọc sách này theo những cách khác nhau. Một số người dùng thứ mà tôi gọi là phương pháp chữa bệnh. Ngày 10 câu ma quỷ không dám đến gần đâu, kiểu như vậy. Nhưng những người khác dùng các chú giải tĩnh nguyện, và tôi cứ có cảm giác là họ nghiên cứu chú giải nhiều hơn là nghiên cứu Kinh Thánh, và họ đọc lướt qua những phân đoạn Kinh Thánh được chọn, rồi nghiên cứu các chú giải về nó. Vậy, Chúa muốn chúng ta đọc lời Ngài như thế nào? Tôi muốn bắt đầu từ việc nói rằng từ Kinh Thánh bắt đầu là từ số nhiều, không phải là từ số ít. Đó là từ Biblia, và có nghĩa là các sách. Và đây là một tuyển tập các sách. Đó là một thư viện. Ở đây có những loại sách khác nhau, có những bài ca, những câu châm ngôn, các sách lịch sử, các sách tiên tri. Và chúng ta thực sự cần đọc Kinh Thánh theo từng sách, đó là điều quan trọng. Bạn thấy đó, ai đó đã khiến những cuốn Kinh Thánh của chúng ta tổn hại quá nhiều khi đưa ra những số chương và số câu, và nhiều Cơ Đốc nhân trở thành người chỉ chuyên trích dẫn. Giờ chúng ta thích trích dẫn Răng chương 3 câu 16. Và tôi có lần trích Ezechiah chương 3 câu 16. Khi cảm hứng lên, tôi nói như vậy. Và tôi thấy người ta giả giả Kinh Thánh để cố tìm Ezechiah chương 3 câu 16. Làm gì có sách như vậy? Có người nghe bài giảng của tôi trong một thời gian dài và nói, David, sao anh là giáo viên Kinh Thánh mà lại không bao giờ cho số chương và số câu? Tôi nói, không, chúng không phải là một phần trong lời Chúa, và Chúa không bao giờ định để chúng vào đó. Chúng đã phân tách lời Chúa theo cách mà Ngài không bao giờ định làm như vậy. Bạn có đọc cuốn sách nào khác mà câu nào người ta cũng đánh số không? Thật là điên rồ, phải không? Nên ở đây chúng ta có một tuyển tập nhiều sách khác nhau. Và với từng sách, chúng ta cần hỏi xem đó là loại sách gì? Tại sao nó được viết ra? Sách đó nói về điều gì? Tôi đã viết một cuốn sách có tên là Sự Tái Sinh Cơ Đốc Thông Thường. Và thật bất ngờ, khi sách được xuất bản, nó nói về được sinh lại, và làm sao người ta bước vào đời sống mới. Nhưng thật bất ngờ khi ra mắt, Thư viện Anh Quốc đã xếp nó vào mục sinh con. Nên bây giờ, nếu muốn tìm sách này trong thư viện công, bạn phải tìm nó trong mục phụ khoa. Thật là điên rồ, phải không? Khi đến thư viện và lấy ra một cuốn sách về làm vườn, khi bạn muốn biết về nấu nướng, hay là một quyển tiểu thuyết, khi bạn muốn nghiên cứu về máy tính. Thế mà người ta lấy những câu đoạn từ khắp nơi trong Kinh Thánh mà không để ý gì đến ngữ cảnh, không hỏi xem họ tìm thấy nó ở đâu, xong lại nói đây là lời Chúa. Một ví dụ kinh điển của điều đó là câu "Tôi làm được mọi sự nhờ đấng Christ là đấng ban thêm sức cho tôi". Câu đó nói về kiểu việc gì? Tôi thường hỏi một hội chúng là bạn có thể làm kiểu việc gì qua đấng Christ? Và họ trả lời rằng làm chứng, chữa lành, cầu nguyện. Tôi nói, nhưng câu đó không liên quan gì đến những điều đó. Câu đó nói về khả năng sống bằng thu nhập của bạn. Và đó là một câu rất thiết thực cho thời đại ngày nay. Và Phaolô nói, tôi đã học được cách thỏa lòng, dù mình có nhiều tiền hay ít tiền. Tôi đã học được cách quản lý. Và bạn biết đó, gần đây tôi phát hiện ra là trong một hội thánh, có 2/3 hội chúng lâm vào cảnh nợ nần, và họ thực sự cần biết ý nghĩa của câu Kinh Thánh đó. Tôi có thể quản lý lương của mình, tôi có thể quản lý tiền công của mình qua đấng Christ là đấng ban thêm năng lực cho tôi. Tôi có thể quản lý lương hưu của mình, rất là thiết thực. Nhưng bạn thấy đó, nếu bạn lấy câu đó ra khỏi ngữ cảnh của nó, bạn sẽ mất hết ý nghĩa của nó. Và sách có chứa câu đó là ngữ cảnh chính của câu, và toàn bộ ý nghĩa của câu là từ sách đó mà ra. Chúng ta sẽ bắt đầu với các sách tin lành. Chúng là một kiểu sách độc đáo. Trong Tân Ước, chúng ta có các sách lịch sử, các thư tín, chúng ta có một sách tiên tri, nhưng chúng ta có 4 sách rất độc đáo. Các thể loại văn học khác không có dạng này. Và chúng ta gọi chúng là các sách tin lành. Vậy sách tin lành là gì?
Đó không phải là một cuốn tiểu sử. Tất nhiên là đó không phải là tự truyện, vì Chúa Giê-xu không hề viết bất cứ sách nào. Nhưng đó cũng không phải là cuốn tiểu sử thật sự, vì hơn 1/3 số trang của mỗi sách miêu tả sự chết của Chúa Giê-xu. Tôi không thấy có cuốn tiểu sử nào dành 1/3 số trang để nói về cái chết của ai đó, dù cái chết ấy có ngoạn mục hay bi thảm đến đâu đi nữa. Vậy sách tin lành là gì? Thể loại giống nhất mà tôi có thể liên hệ trong cuộc sống hiện đại là bản tin. Đó là một bản thông báo tin tức. Và khi bạn đọc chúng, bạn cảm nhận ngay rằng có chút tin tức thú vị để chia sẻ và rằng thật sự là chúng ta cần đọc lớn tiếng lên. Và tôi gợi ý là dù đang đọc một mình, bạn vẫn có thể nhận được nhiều hơn từ sách đó khi đọc to lên cho chính mình nghe. Khi đọc to hơn cho những người khác nghe, bạn còn nhận được nhiều hơn nữa. Tôi đã phát hiện ra điều này. Tôi thích đọc Kinh Thánh cho mọi người nghe, thích hơn cả giảng. Vì khi tôi đọc Kinh Thánh, mọi từ đều đáng để nghe. Khi tôi giảng thì không thật sự như vậy. Nên đó là một hình thức văn học độc đáo, và các chức giả của các sách tin lành là những người chứng kiến điều gì đó. Họ đã thực sự thấy điều gì đó xảy ra, họ nghe thấy nó, và họ muốn thông báo nó dưới dạng tin tức cho những người khác. Nên thực ra sách tin lành là một bản tin dài. Nó đã xảy ra như vậy. Nhưng thời gian trôi đi, rõ ràng là những người chứng kiến đầu tiên về những gì Chúa Giê-xu đã nói và làm trở nên ít đi. Vì họ qua đời, vì họ bị giết hại. Nhưng đồng thời, Hội Thánh lại càng ngày càng tăng trưởng và lan rộng, càng ngày càng rộng hơn. Nên ở đây có một sự xung đột. Số người có thể báo tin, những người đã thấy tận mắt càng ít đi, và số người cần nghe bản tin này lại càng nhiều lên. Nên cần làm gì đây? Câu trả lời là họ cần viết nó ra một cách nhanh chóng và viết một cách rõ ràng trước khi họ qua đời. Nên chúng ta có được bản tường thuật mắt thấy tai nghe về Chúa Giê-xu từ những người này. Điều đầu tiên đập vào mắt bạn khi bạn mở Kinh Thánh ra là có 4 sách tin lành. Tại sao lại là 4? Chẳng phải sẽ tiện hơn nếu chúng ta chỉ có một sách? Và tôi chắc chắn là khi đọc chúng, bạn nhận ra rằng có nhiều điều trùng lặp giữa các sách. Vậy sao lại là 4? Sao Chúa không tập hợp chúng vào với nhau, rồi chẳng hạn như sản xuất ra một tập và mỗi người trong các bạn đóng góp một điều mình biết, rồi ta tập hợp lại với nhau? Và đã có những cố gắng để làm như vậy. Một trong những tác giả mà tôi thích nhất từ nhiều năm về trước có tên là Freeman Winscott. Và ở đây có ai là ông là fan của ông ấy không? Nhất là khi tôi đọc Sống ở Guildford, tôi thích đọc Tội ác tại Guildford. Đó là vụ giết người trên sườn Hogsback. Và Freeman Winscott là một nhà văn Anh sống tại Guildford, tại Surrey. Và ông viết tiểu thuyết trinh thám. Nhưng ông cũng quan tâm đến đường sắt nữa, tôi cũng vậy. Nhưng ông quyết định kết hợp cả 4 sách tin lành thành một câu chuyện. Và ông đã làm như vậy, có cuốn tổng hòa các sách tin lành của Freeman Winscott, một sự kết hợp tài tình, nhưng nó mất đi thứ gì đó. Ngày nay tôi không còn đọc nó nữa. Lúc đầu tôi rất thích nó, và tôi nghĩ nó sẽ giúp mình tiết kiệm được nhiều thời gian. Thay vì đọc cả 4 đoạn, thì tôi có thể đọc tất cả trong một sách, và tôi nhận ra rằng ông đã để mất một chiều kích quý giá. Bạn thấy đó, Chúa lặp lại những điều nhất định trong Kinh Thánh. Có 2 bản tường thuật về công cuộc sáng tạo trong Sáng Thế Ký 1 và 2. Có 2 bản tường thuật về lịch sử của Israel trong Sử Ký và các vua. Và ở đây, chúng ta có 4 bản tường thuật về sự sống và sự chết của Chúa Giê-xu. Vậy tại sao? Câu trả lời là, với một số điều quan trọng, Chúa phải cho chúng ta một góc nhìn khác. Và để có được bức tranh toàn cảnh, bạn cần đến mọi góc nhìn. Đôi khi đó là một bức tranh 2 chiều, nhưng với Chúa Giê-xu, chúng ta có bức tranh 4 chiều. Chúng ta thấy Ngài từ 4 góc nhìn khá khác nhau. Tôi chưa từng ở trong tù, nhưng có người bảo tôi là nếu phải đi tù, thì tôi phải chụp ảnh như này và như này. Nhưng một tháng trước, khi tôi nói vậy, có người từng trải điều này đã sửa lỗi cho tôi và bảo là giờ người ta phải chụp 3 tấm ảnh từ thắt lưng trở lên để có ảnh chụp toàn bộ gương mặt của một người, từ đó thật sự nhận diện được người đó. Vâng, một trong những cái cỗ máy mà tôi thích nhất là chiếc máy bay Concorde. Tôi rất thích hình dạng của chiếc máy bay này. Kể cả khi nó trên mặt đất cũng có cảm giác là nó đang bay. Có cái gì đó để nói về hình dạng của nó. Bạn sẽ dùng từ ngữ để miêu tả hình dạng đó cho người khác như thế nào?
Nó là một nhiệm vụ khá khó nhằn, đúng không? Bạn có thể miêu tả cách đơn giản là nó hình delta, và người ta hiểu là nó có hình delta. Đó là hình của chữ D hay delta trong tiếng Hy Lạp, nên nó mới được gọi như vậy. Nhưng khi bạn nhìn nó ở góc này, thì nó có hình gì? Và trên thực tế, nếu bạn muốn chụp các bức ảnh về hình dạng của chiếc máy bay Concorde cho ai đó xem, bạn sẽ phải chụp ít nhất 4 hoặc 5 bức ảnh. Nếu không, họ sẽ không hiểu nổi hình dạng của nó. Nhìn nó thật tuyệt từ mọi góc độ. Còn Chúa Giêsu là nhân vật tuyệt vời nhất từng sống trên đời. Vậy nên Đức Chúa Trời mới thần cảm cho 4 người để nhìn vào Ngài, cho chúng ta, và để ghi chép lại những gì họ thấy. Có thể dễ dàng nói rằng mỗi người thấy một người khác, hay là cùng một người với biểu hiện hoặc bổn tính khác nhau. Và thông thường, chúng ta hay nói rằng Mark nhìn Chúa Giêsu như một con người. Ông viết sách Tin Lành đầu tiên và ngắn nhất. Sau đó Matthew viết sách thứ hai và thấy vua của người Do Thái. Luca viết sách Tin Lành thứ ba và thấy cứu Chúa của cả thế gian. Và Giăng viết sách thứ tư và ông thấy con của Đức Chúa Trời. Đó là một cách khá ngắn gọn để nói rằng có 4 góc độ khác nhau. Nhưng chúng ta cần đào sâu thêm chút nữa. Có 2 khía cạnh mà chúng ta cần nhìn vào. Đầu tiên là trước giả. Tôi bị nhảy ý mất rồi. Chúng ta quay lại phần giữa vậy. Có 3 giai đoạn để viết về cuộc đời của một người đã qua đời. Các ấn phẩm đầu tiên thường cho chúng ta biết rằng người đó đã làm gì. Cáo phó trong tờ thời đại cho chúng ta biết rằng người đó đã làm gì. Đó là điều đầu tiên mà người ta để ý đến một người vĩ đại đã qua đời. Những điều họ đã làm. Nhưng sau đó ít lâu, người ta để ý hơn đến những điều người đó đã nói. Và họ bắt đầu xuất bản những bức thư và những bài diễn văn của anh ta. Nhưng rồi bạn sẽ thấy xuất hiện giai đoạn thứ ba của tiểu sử, khi người ta muốn khám phá tất cả những điều phía sau, con người, tính cách, nhân cách, động lực, điều khiến anh ta nổi bật, điều anh ta thật sự thích. Và thực ra, 4 sách Tin Lành đã theo sát 3 giai đoạn này. Một cách rất rõ ràng, Mark chỉ quan tâm đến những điều Chúa Giêsu đã làm, những hành động, những phép lạ của Ngài, rồi sự chết và sự sống lại của Ngài. Matthew và Luca đều ghi chép nhiều hơn về những điều Chúa Giêsu đã nói. Họ đã ghi lại sự giảng dạy của Ngài nhiều hơn Mark nhiều. Nên hai sách này mới dài hơn, vì cả hai đều dùng Mark làm dàn ý cơ bản. Nhưng sau đó, họ cho thêm rất nhiều tư liệu mới vào. Thế nhưng Giăng lại không để ý đến những gì Chúa Giêsu đã làm. Ông để ý nhiều hơn đến những điều Ngài đã nói, nhưng mối quan tâm đặc biệt của ông, chúng ta sẽ thấy trong bài nói chuyện tiếp theo, đó là con người của Chúa Giêsu, bản chất của Chúa Giêsu, Ngài là ai, nhân cách của Ngài, bản thể của Ngài, Ngài là ai. Giờ hãy chuyển sang phần thứ ba. Có 2 mức độ mà bạn có thể nghiên cứu một sách Tin Lành. Một là từ góc nhìn của trước giả. Ông đã thấy điều gì? Ông đã tiếp nhận nó như thế nào? Sự nhìn nhận của ông khác với 3 người còn lại. Vậy ông nhìn nhận được gì ở Chúa Giêsu? Vì sự nhìn nhận bộc lộ nhiều điều hơn là cái nhìn. Nhưng đó chỉ là một góc độ. Góc độ còn lại mà bạn cần nghiên cứu sách Tin Lành là từ góc độ của người đọc. Và ở đây chúng ta cần hỏi xem ý định đằng sau việc viết cuốn sách này là gì? Nó được viết cho ai? Tại sao nó lại được viết ra? Vì người trước giả không chỉ giải bày tâm sự của mình và chỉ kể cho chúng ta điều ông thấy. Ông viết nó cho một mục đích cụ thể và những người đọc cụ thể. Nên mỗi khi chúng ta nghiên cứu một sách Tin Lành, chúng ta cần tiếp cận nó từ 2 góc độ này, góc độ của người viết và góc độ của người đọc, sự nhìn nhận và ý định của trước giả, của người viết. Ông muốn đạt được điều gì? Ông muốn dạy dỗ điều gì? Tôi hy vọng là điều đó sẽ làm nền cho phần còn lại của bài học của chúng ta. Bây giờ thì chúng ta sẽ xem sách Matthew từ 2 góc độ đó. Chúng ta gọi 3 sách Tin Lành đầu tiên là các sách Tin Lành cộng quan. Chắc hẳn bạn đã nghe đến thuật ngữ này. Nó gồm 2 từ Hy Lạp, syn có nghĩa là đồng, cùng, và optic có nghĩa là nhìn hay xem. Và nó nói rằng 3 sách Tin Lành này
có quan điểm tương tự nhau. Họ cùng nhìn Chúa Giê-xu, trong khi đó Giăng có quan điểm riêng của ông. Chắc hẳn bạn đã để ý thấy sự khác biệt rõ rệt khi bạn rời Matthew, Mark, Luca và bước vào Giăng. Hãy bắt đầu với Mark. Mark là một mẫu báo rất thú vị. Nó đúng là phong cách báo chí, báo tin. Và ông tua nhanh những tháng đầu của chức vụ của Chúa Giê-xu với dân chúng. Nhưng ông chia nó rất cẩn thận thành 2 năm rưỡi và nửa năm. Đó là cốt truyện của ông. Cũng là cốt truyện mà sau này cả Matthew và Luca sẽ sử dụng. 30 tháng, Chúa Giê-xu thi hành chức vụ ở miền Bắc, tại Galilee, một nơi đa quốc gia, nhiều sắc dân sống ở tại đó, một đất nước rất cởi mở với những người dân cởi mở. Nhưng tại Juda ở miền Nam là những người theo chủ nghĩa dân tộc, một dân rất hạn hẹp, rất nghiêm chỉnh, rất cô lập, và Chúa Giê-xu rất được ưa chuộng ở miền Bắc, còn rất không được ưa chuộng ở miền Nam. Thế nên, Ngài mới chết ở miền Nam, chứ không phải ở tại miền Bắc. Những người duy nhất muốn giết Ngài ở miền Bắc là dân ở Nazareth, quê của Ngài. Họ đã cố gắng đẩy Ngài xuống vách đá, nhưng nhìn chung ở miền Bắc, Chúa Giê-xu cực kỳ được ưa chuộng. Hàng ngàn người đã theo Ngài. Khi đến miền Nam là lúc Ngài gặp rắc rối, hết lần này đến lần khác. Và đó là cốt truyện. Và ở đây, Mark đang dồn về cao trào, và cao trào xảy ra ở miền Nam. Có cảm giác thong dong ở nơi miền Bắc, nhưng khi bạn đến miền Nam, mọi thứ trở nên căng thẳng và khủng hoảng. Còn xét đến khía cạnh khác, Mark không chỉ dồn về đỉnh điểm mà còn đi chậm lại. Trong vài trang đầu của Mark, bạn đang tua nhanh qua các tháng, ngay sau đó, ngay tức thì, lập tức, thực ra bạn tua nhanh 2 năm rưỡi trong chỉ vài trang. Ngay sau đó, hay là lập tức, tức thì, Ngài xuống một cái thuyền, và ngay lập tức, Ngài đã ở bên kia. Chắc nó phải là thuyền phản lực quá. Và ngay lập tức, hay tức thì, mọi thứ xảy ra lập tức. Bạn gặp cái cụm từ đó rất nhiều lần ở trong sách Mark. Nhưng rồi, vài năm trở thành vài tháng sau đó chiếm vài trang, rồi vài tháng trở thành vài tuần, rồi vài tuần trở thành mỗi tuần. Và sau đó, mỗi ngày đều được miêu tả. Và rồi, vào ngày cuối cùng, mỗi giờ đều được miêu tả. Bạn có từng để ý thấy điều đó chứ? Giống như một chiếc tàu hỏa đang đi chậm và sắp dừng lại. Và nó dừng lại ngay trước thập tự giá. Nên Mark dồn mọi thứ về thập tự giá và khiến mọi thứ đi chậm lại về phía thập giá. Bạn có thấy sự kết hợp giữa việc dồn lại và đi chậm lại không? Đó là một mẩu báo tài tình và có lẽ là tin lành dành cho một người hoàn toàn ngoài cuộc, một người không biết gì về Chúa Giê-xu và muốn biết về con người thú vị mà chúng ta đang tin vào. Nào, hãy chuyển sang Matthew và chúng ta sẽ không xem Mark ngay. Matthew dùng Mark làm cốt truyện cho mình, nhưng ông đã thay đổi nó rất nhiều. Đầu tiên là ông khiến nó lớn hơn nhiều về kích thước. Ông đã thêm vào khá nhiều. Ông thêm câu chuyện về sự Giáng sinh của Ngài, sự thụ thai của Ngài, về sự viếng thăm của các nhà thông thái. Bạn biết toàn bộ câu chuyện từ Giáng sinh. Mark không có chi tiết nào trong số đó. Mark bắt đầu câu chuyện của ông khi Chúa Giê-xu 30 tuổi. Nhưng Matthew quay lại khoảng thời gian khá xa và thêm rất nhiều điều, nên ông bắt đầu sớm hơn. Ông cũng đã thay đổi rất nhiều. Chúng ta sẽ nhìn vào những điều đó khi chúng ta xem xét đến chúng. Nhưng thực ra, ông đã thay đổi nhiều chi tiết trong Mark để đem đến một khía cạnh khác. Ông đặt câu chuyện của con chiên lạc mất vào một ngữ cảnh hoàn toàn khác, để con chiên lạc mất không còn là một tội nhân, mà là một cơ đốc nhân sa ngã. Ông bỏ đi nhiều thứ. Nhưng trên hết, ông thu thập những câu nói của Chúa Giê-xu. Có nhiều bài nói chuyện hơn ở trong Matthew, và những câu nói này được tập hợp thành các bài giảng. Trong đó có 5 bài giảng lớn ở sách Matthew, và nổi tiếng nhất là bài giảng đầu tiên, hay là bài giảng trên núi. Nhưng có 4 bài giảng khác, và Matthew rất khác lạ trong điều này. Luca lại không làm như vậy khi viết tin lành. Ông rải những câu nói của Chúa Giê-xu khắp trong các câu chuyện, nhưng Matthew đã tập hợp chúng thành 5 chủ đề. Chút nữa chúng ta sẽ xem xét chúng, và ông làm điều đó vì một mục đích cụ thể.
Có lẽ chúng là những câu nói mà Chúa Giêsu đã nói riêng. Nhưng Matthew nghĩ mình sẽ tập hợp chúng lại với nhau thành 5 tập. Matthew là người Do Thái, và luật pháp của Môi-se được tập hợp thành 5 tập. 5 sách đầu tiên của Kinh Thánh, chúng ta gọi chúng là Ngũ Kinh, nghĩa là 5 sách. 5 sách của Môi-se, 5 bài giảng của Chúa Giêsu. Matthew đang nói gì vậy? Ông đang nói là một luật mới đã đến, không phải là luật của Môi-se nữa, mà là luật của Chúa Giêsu. Chúng ta sẽ còn quay lại điều này sau. Cấu trúc của Tin Lành theo Matthew cũng rất thú vị. Ông xen kẽ giữa lời nói và việc làm. Ông có một tập hợp những lời nói của Chúa Giêsu, rồi ông lại có một tập hợp những việc làm, rồi một tập hợp những lời nói khác, lại tập hợp những việc làm khác, và ông chuyển đổi như vậy 5 lần. Nên bạn có một chiếc bánh mì kẹp. Bạn có thể thấy cấu trúc của sách Matthew trong đầu. 5 bài giảng, sau mỗi bài giảng là 5 bản tường thuật về những việc mà Chúa Giêsu đã làm. Chúng minh họa cho bài giảng của Ngài. Vì bạn thấy đó, Chúa Giêsu truyền đạt bằng lời nói và việc làm. Nên chúng ta cũng cần truyền đạt Tin Lành bằng lời nói và việc làm. Người ta cần thấy và nghe. Đó là điều Matthew muốn nói. Mark không nói như vậy. Mark mời gọi chúng ta đến và xem điều Chúa Giêsu đã làm. Nhưng Matthew nói rằng, hãy đến và nghe điều Ngài đã nói và xem điều Ngài đã làm. Ông cứ xen kẽ như vậy, nên có chiếc bánh mì kẹp 5 tầng. Rồi ông đặt câu chuyện Giáng sinh vào phía trước, còn sự chết và sự sống lại của Ngài vào phía sau. Và chúng ta có Tin Lành trong Matthew. Nên chúng ta có thể thấy cách ông ghép chúng vào với nhau. Một trong những điều đập vào mắt chúng ta khi đọc Tin Lành theo Matthew là nó rất Do Thái. Và rõ ràng là nó nhắm đến độc giả Do Thái. Hãy bắt đầu với một quan sát rất đơn giản. Không người Do Thái nào muốn nói từ Đức Chúa Trời. Họ sợ lấy danh Đức Chúa Trời làm chơi, đến nỗi tôi không sao thuyết phục được một người Do Thái dạy tôi cách nói Jehovah. Mà tôi hiểu đó là từ Đức Chúa Trời trong tiếng Hebrew. Và bạn biết đó, tôi cố gắng bắt thóp họ. Tôi hỏi là anh phát âm danh Đức Chúa Trời như thế nào và họ nói rồi dừng lại. Họ bảo anh đừng hòng bắt thóp tôi. Và họ không nói từ đó ra. Họ sợ đến chết khiếp việc lấy danh Đức Chúa Trời mà làm chơi. Vì vậy, họ thích nói thiên đàng hay trời thay vì Đức Chúa Trời. Họ nói nguyện thiên đàng giúp đỡ bạn. Hãy cầu nguyện với thiên đàng. Nguyện thiên đàng chúc phước cho bạn. Vậy nên, trong Tin Lành theo Matthew, bạn không thấy cụm từ Vương quốc Đức Chúa Trời là cụm từ xuất hiện nhan nhản trong sách Luca. Khi Matthew thuật lại về Chúa Giêsu, ông thuật lại về Ngài bằng cách nói Vương quốc thiên đàng hay là nước thiên đàng. Và ông đã rất để ý đến độc giả Do Thái khi nói Vương quốc thiên đàng. Nếu bạn mua tờ Biên niên sử Do Thái, bạn sẽ không bao giờ tìm thấy từ Đức Chúa Trời trong đó. Nhưng bạn có thấy một chữ D viết hoa, sau đó là dấu gạch, rồi chữ T viết thưởng. Nếu bạn đọc tờ Biên niên sử Do Thái, bạn sẽ tìm thấy từ D gạch ngang từ tờ như vậy đó. Đó là Đức Chúa Trời. Bạn biết đó là Đức Chúa Trời, nhưng họ không dám đánh vần đủ từ đó ra, phòng trường hợp họ lấy danh Ngài mà làm chơi. Nên Matthew nói về Vương quốc thiên đàng, Vương quốc thiên đàng. Điều đó cho bạn biết rằng ông đang nghĩ đến độc giả Do Thái. Vì Matthew, hãy nhớ, nhìn Chúa Giêsu như là vua của người Do Thái. Và đó là một sứ điệp quan trọng và xuyên suốt. Có những điều khác cho chúng ta thấy rằng Matthew nghĩ đến độc giả Do Thái. Một là ông nhắc đến Cựu Ước nhiều hơn mọi sách Tin Lành khác. Một trong những câu ông thích nói nhất là như vậy, lời các nhà tiên tri đã nói được ứng nghiệm. Và cụm ấy xuất hiện tới 13 lần trong câu chuyện Chúa Giêsu Giáng sinh. Và Matthew đã trích dẫn cả sách Miche, Hosea, Jeremy và Esai chỉ trong câu chuyện Giáng sinh. Ông đang làm một điều gì đó, ông đang nói một điều gì đó. Một trong những lý do khiến Matthew được đặt ở vị trí đầu tiên trong Tân Ước, dù nó không được viết trước, là vì nó kết nối với Cựu Ước tốt hơn là ba sách kia. Và dường như nó mang lại sự tiếp diễn. Nếu bạn đã đọc Cựu Ước và đắm mình trong đó, thì bạn sẽ sẵn sàng đọc Matthew và thấy Cựu Ước được ứng nghiệm trong Matthew. Sách này có tổng cộng 29 trích dẫn lấy trực tiếp từ Cựu Ước, nhưng 121 lần
Sách này gián tiếp nhắc đến, ám chỉ đến Cựu Ước 121 lần. Đây là một người thực sự đắm mình trong Kinh Cựu Ước. Thế nên ông mới dành nhiều thời gian để giải thích rằng Chúa Giêsu được sinh ra tại Bethlehem. Vì các tiên tri đã nói, hỡi Bethlehem của Juda, từ nơi ngươi, đấng cai trị sẽ được sinh ra. Nên Matthew đã nhấn mạnh Bethlehem nhiều hơn những người khác. Bạn biết đó, có lần khi Chúa Giêsu đang giảng, ai đó trong đám đông nói rằng, đó không phải là đấng Messiah sao? Và có người khác trả lời, không thể nào, người đó ra từ Nazareth. Và tôi lấy làm lạ khi Chúa Giêsu im lặng. Tôi thì không thể làm được như vậy. Bạn thì có thể làm được không? Tôi sẽ muốn hét lên là, anh sai rồi, ngài không phải là từ Nazareth, ngài từ Bethlehem. Nhưng Chúa Giêsu đã giữ im lặng. Nhưng Matthew viết cho độc giả Do Thái và nói rằng, ngài từ Bethlehem, tôi muốn các anh biết điều đó. Nên ông mới đưa câu chuyện Giáng sinh vào, để người Do Thái biết rằng, ngài đang làm ứng nghiệm các đấng tiên tri. Rồi tất nhiên, lý do Ngài bị đóng đinh, đó là một vấn đề lớn với người Do Thái. Họ không thể hiểu một vị vua để chính mình bị đóng đinh. Và Matthew làm rõ rằng Chúa Giêsu vô tội. Matthew liên tục nhấn mạnh điều đó. Ông sẽ không để độc giả Do Thái nghĩ rằng Chúa Giêsu phạm tội nhạo báng và bị xử tử như một kẻ phạm tội và như một người vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời. Và trong Matthew cũng có một điểm nhấn mạnh không có ở những sách Tin Lành khác, đó là Chúa Giêsu không đến để hủy bỏ luật pháp, nhưng để hoàn tất. Và một trong những khẳng định mạnh mẽ nhất trong Matthew và trở nên một vấn đề với Cơ Đốc nhân kể từ đó là Chúa Giêsu đã phán một chấm, một nét trong luật pháp cũng không thể qua đi được. Điều đó khiến tôi thấy tội lỗi vì tôi đang vi phạm luật pháp của Môi-se ngay bây giờ. Và tôi thường làm như vậy vì một gia đình Do Thái đã giúp tôi làm như vậy. Vì bạn thấy đó, một trong luật, một chấm một nét của luật Môi-se là bạn không được mặc vest bằng chất liệu tổng hợp. Và Thánh Michael là vị thánh bảo trợ của tôi. Đây là tên của một cái thương hiệu quần áo. Và chính một người Do Thái đã tặng tôi bộ quần áo này. Họ đã giúp tôi vi phạm luật đó. Vậy thì một chấm một nét của Chúa Giêsu có nghĩa là gì? Đó là một vấn đề mà chúng ta sẽ phải vật lộn. Bạn thấy đó, có một luật khác là nếu bạn có nấm gỗ mục trong nhà, thì bạn phải đốt nhà mình vì tình yêu với người lân cận. Nó không nói gì đến người của cái công ty nấm mốc côn trùng. Bạn đốt nhà mình vì tình yêu với người lân cận. Rồi có nói rằng nếu bạn cơi nới nhà và nhà mái bằng thì bạn phải đặt rào chắn xung quanh mái bằng để trẻ con hàng xóm không trèo lên và ngã xuống. Cái này hay đúng không? Nhưng có những quy định về xây dựng, có những quy định về quần áo, về việc bài trí nhà vệ sinh, mà Chúa Giêsu lại nói rằng một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua đi. Chính Matthew đã cho chúng ta biết điều này. Điều đó hẳn phải khiến người Do Thái thở phào, vì người Do Thái nghĩ rằng Chúa Giêsu đã đến để hủy bỏ luật pháp. Matthew thì nói rằng không phải như vậy. Ngài đến để hoàn tất nó. Nghĩa là chúng ta phải vật lộn với luật của Môi-se. Nhưng sau khi nói tất cả những điều này, Matthew thiên về độc giả Do Thái, tôi phải nói với bạn rằng Sách Tin Lành Matthew cũng dành cho độc giả là dân ngoại nữa, và có chút dạy dỗ chống Do Thái trong sách Matthew. Rồi Matthew có nhiều điều dành cho dân ngoại. Các nhà thông thái đến thăm con trẻ tại Bethlehem. Chúng ta phỏng đoán, dù không chắc chắn, nhưng chúng ta phỏng đoán rằng các nhà thông thái này là người ngoại. Và ngay cuối sách Tin Lành, khi Chúa Giêsu nói rằng, hãy đi và khiến các dân ngoại, mọi nước, mọi dân, mọi sắc dân ở ngoài kia, mọi người không phải là người Do Thái, hãy đi và khiến họ trở nên môn đồ của ta. Nên Matthew không chỉ viết cho độc giả Do Thái như nhiều người nghĩ. Và tôi đã nghe nhiều người nói rằng Matthew là Tin Lành dành cho người Do Thái. Không phải như vậy. Đó là Tin Lành ích lợi nhất để đưa cho một người Do Thái. Và tôi nhớ mình đã gặp một người Do Thái cải đạo nhờ đọc Matthew chương 1. Bạn có tin được không? Chính là cái phần gia phả đó. Ông này sinh ông kia đó. Lần đầu tiên đọc lướt Kinh Thánh, tôi nghĩ rằng thời đó chắc họ chẳng làm gì ngoài việc sinh đẻ. Cứ sinh và sinh, từ đầu chí cuối, cả chương toàn sinh đẻ. Và rồi đây nữa, Matthew chương 1, toàn ông này sinh ông kia, gây phá hệ của Chúa Giêsu. Và bạn biết không, người Do Thái này đã được cải đạo, vì khi đọc điều đó, ông tự nhiên nhận ra rằng Chúa Giêsu là một người có thật. Và điều đó đã thuyết phục ông, bởi vì đối với một người Do Thái, chính cây phá hệ của bạn định hình con người của bạn. Và ông đã được cải đạo.
và tin vào Chúa Giêsu chỉ nhờ Matthew chương 1, nên những gia phả cũng có những mục đích của chúng. Nhưng ở đây, trong sách Tin Lành này, có một chương, tất cả những câu đều bắt đầu bằng từ khốn đối với những người Do Thái. Không biết là bạn có biết ý nghĩa của từ khốn đó không? Nhưng nó là sự rủa sả. Nó trái nghĩa với từ được phước. Và Chúa Giêsu đã thốt ra nhiều từ khốn thay, không kém gì số lượng từ phước thay. Mỗi khi tôi đi đến biển hồ Galilee, tôi luôn nhớ đến những câu khốn thay mà Chúa Giêsu đã nói. Nếu bạn đến Israel ngày nay, bạn sẽ ở trong một khách sạn trên bờ Tiberias. Nhưng mà không phải tuần này nhé, vì tôi vừa nghe nói là các khách sạn tại đó đang bị ngập trong nước. Biển hồ Galilee vừa mới dâng cao như vậy, toàn bộ tuyết bắt nguồn và tan chảy từ đỉnh Hermon. Các khách sạn bị ngập nước, thế mà họ cứ nghĩ là biển hồ Galilee phải mất 4 năm nữa mới đầy trở lại. Giờ thì nước ngập khắp nơi. Nhưng bạn có lẽ sẽ ở tại Tiberias. Bạn biết tại sao không? Bạn thấy đó, vào thời Chúa Giêsu có 250.000 người sống trên bờ Galilee tại 4 thành phố chính, 1/4 triệu người. Cho nên đây đã từng là khu đông dân nhất, nên khách du lịch ngày nay đến đó, họ nói rằng ôi đẹp quá, tôi nhìn vào nó như Chúa Giêsu đã từng nhìn, những quả đồi xanh mướt quá ư là lãng mạn. Nhưng thực ra là có tới 1/4 triệu người từng sống quanh hồ đó. Họ đang ở đâu mất rồi? Những thị trấn đó đâu mất rồi? Câu trả lời là đây. Chúa Giêsu đã phán, khốn cho ngươi thành Capernaum, khốn cho ngươi thành Bethsaida, khốn cho ngươi thành Chorazin. Và tất cả những thành này đều đã biến mất. Thành duy nhất mà Ngài không rủa sả là Tiberias. Và thành ấy vẫn còn ngày nay. Để tôi cho bạn biết khi Chúa Giêsu đã rủa sả, thì bạn phải run rẩy. Và trong Tin Lành theo Matthew, Chúa Giêsu rủa sả người Do Thái. Ngài nói, khốn cho các ngươi vì thích ngồi những ghế quan trọng nhất trong nhà hội. Khốn cho các ngươi là những kẻ thích người ta gọi người là cha, là thầy. Khốn cho các ngươi. Đó là chương 23. Và nó đầy những từ khốn thay dành cho người Do Thái. Nên ít nhất thì Matthew đã là một phóng viên trung thực. Ngay cả khi ông đang viết cho người Do Thái, ông kể sự thật cho họ, như Chúa Giêsu đã thấy về người Do Thái. Trước khi chúng ta rời khía cạnh này, trước khi chúng ta tạm quên đi khía cạnh Do Thái, tại sao Matthew lại viết mạnh mẽ như vậy cho người Do Thái? Vì vào thời điểm ông viết sách, hội thánh càng ngày càng có nhiều dân ngoại và bắt đầu có một hố sâu ngăn cách giữa người Do Thái và hội thánh. Và trên thực tế, đến năm 85 sau Công Nguyên, ngay sau khi Matthew viết sách, đến năm 85 sau Công Nguyên, Cơ đốc nhân bị dứt phép thông công khỏi các nhà hội. Những tín đồ người Do Thái không còn được phép thờ phượng trong nhà hội. Và sự chia rẽ đã đến. Tôi nhớ có lần tôi gặp rắc rối to vì nói rằng Abraham và Môi-se đều không đủ tư cách trở thành công dân Israel ngày nay. Sau khi tôi nói câu đó, tự nhiên có một khoảng lặng, nhưng đúng như vậy. Nếu bạn là người Do Thái, bạn có thể là một nhà vô thần, một người theo thuyết bất khả chi, một Phật tử, bất cứ thứ gì bạn thích, và bạn có thể vẫn trở thành công dân Israel. Nhưng nếu bạn là một người Do Thái tin vào Chúa Giêsu, bạn không thể. Và cả Abraham và Môi-se đều đã tin vào Chúa Giêsu. Eli cũng vậy. Và có lẽ họ sẽ không đủ tư cách để trở thành công dân Israel ngày nay. Bởi vì có một hố sâu ngăn cách giữa các tín đồ Do Thái và dân ngoại. Rồi giữa người Do Thái và hội thánh của Đấng Christ. Vì bạn thấy đó, hội thánh lúc bắt đầu là hội thánh Do Thái. Mọi tín đồ đều là người Do Thái. Tất cả các thành viên đầu tiên đều là người Do Thái. Nên Matthew đang viết cho độc giả Do Thái vào đúng thời điểm sự chia rẽ đang trở nên sâu sắc. Tại sao ông lại làm như vậy? Tôi có thể cho bạn hai lý do. Đầu tiên, ông muốn giữ cánh cửa mở cho người Do Thái. Ông muốn giữ mối quan hệ với những người Do Thái. Ông là một người Do Thái. Họ là dân tộc của ông. Rồi Chúa Giêsu đã và đang là một người Do Thái. Và ông muốn giữ cánh cửa mở để người Do Thái không cảm thấy họ phải tránh xa hội thánh. Ông có khao khát cháy bỏng, giống như Phao-lô, rằng người Do Thái sẽ đến để tin vào Đấng Mê-sa của chính họ. Nhưng lý do còn lại, tôi tin rằng ông viết riêng một sách Tin Lành có sức cuốn hút với người Do Thái. Là vì tôi tin rằng ông muốn các Cơ đốc nhân không bao giờ quên gốc gác Do Thái của mình.
và Matthew trong tất cả các sách phúc âm, truy tìm nguồn cội của Chúa Giê-xu trong giò Thái giáo, trong lịch sử Do Thái, truy gia phả của Ngài trở lại với Abraham và David. Nên một mặt, ông đang nói với người Do Thái rằng đừng tránh xa các cơ đốc nhân, và mặt khác, ông đang nói với cơ đốc nhân rằng đừng tránh xa người Do Thái. Và theo một cách nào đó, sách Tin Lành này đưa người Do Thái và cơ đốc nhân lại gần nhau. Đã luôn là như vậy. Và sách Tin Lành này đóng một vai trò độc đáo trong nhiệm vụ đặc biệt đó. Chúng ta sẽ nghỉ một chút. Sau đó, tôi muốn nói cùng các bạn về giá trị của Tin Lành theo Matthew đối với chúng ta là các cơ đốc nhân. Tôi là dân ngoại. Nhìn quanh thì tôi nghĩ phần đa chúng ta ở đây là những tín đồ dân ngoại. Thi thoảng có người nhầm tôi là tín đồ Do Thái vì những lý do hiển nhiên. Cái này là gia truyền thôi. Nhưng tôi vẫn là dân ngoại. Nhưng Matthew là Tin Lành mà tôi thích nhất. Tin Lành này có điều gì đó để nói cùng chúng ta. Rồi, chúng ta sẽ thấy trong bài nói chuyện tiếp theo.